Bí quyết bác nông dân không chia sẻ. Bác trồng cây mít bé xíu mà trái lại to như thế này. Nó to như thế này nè các bạn à. Nhưng hỏi mãi bác vẫn không chỉ. Làm thế nào bác trồng được như thế? Thôi thì chỉ đứng ngắm thôi. Các bạn cùng mình ngắm lại nhé. Cây mít bé xíu thế này mà trái lại to thế này nè. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.